Chúng ta sang phần thứ hai, đó là phần về tính chất của este. Tính chất của este thì trước hết chúng ta cần quan tâm tới tính chất vật lý. Este là những hợp chất không có liên kết hydro, chính vì vậy cho nên este tan kém ở trong nước. Đã. Như vậy tan kém thì có nhiệt độ sôi sẽ thấp, và đặc biệt đó là tất cả các este thì có cái mùi thơm rất đặc trưng. Đấy, chúng ta đã biết là ví dụ như dầu chuối, các cái loại nước hoa quả thì mùi thơm của nó chính là mùi của este. Sau một tính chất hóa học thì tính chất hóa học của este tương đối đơn giản, nó là một trong những hợp chất ít tính chất hóa học nhất. Đấy, nhưng lưu ý là nó lại có nhiều bài tập nhất, mặc dù tính chất thì ít nhưng rất nhiều bài tập. Tính chất ít của nó chủ yếu tập trung vào mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là cái phản ứng thủy phân. Đấy, đây là phản ứng thủy phân. Tôi cho gốc RCOOR7 thủy phân ở trong nước, trong môi trường axit. Và phản ứng này thuận nghịch thì thu được axit và ancol ban đầu. Lưu ý là đây là môi trường axit và đây là một phản ứng thuận nghịch. Đấy. Chúng ta có thể lấy một cái ví dụ thế này. Chúng ta có CH3CO2H5 chẳng hạn. Thủy phân trong nước thuận nghịch trong môi trường axit thì thu được axit tương ứng, axit carboxylic tương ứng và ancol C2H5OH. Đấy. Lưu ý là đây là một phản ứng thuận nghịch, có nghĩa là trong cái hỗn hợp thu được sau phản ứng này sẽ có cả bốn chất. Và chúng ta nhớ lại trong cái phần về axit thì có axit tác dụng với ancol để điều chế este. Đấy, đó là phản ứng nghịch của cái phản ứng này. Sang tính chất thứ hai, đó là cái phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà phòng hóa, người ta cho este tác dụng với NaOH, thường là NaOH đặc và cần đun nóng thì thu được muối của nó và gốc R'OH. Để ý về sự thay đổi cấu tạo thì chúng ta sẽ thấy cái gốc axit của chúng ta ấy sẽ nối với natri. Gốc axit nối với natri và R' sẽ nối với nhóm OH. Đấy. Ví dụ như vẫn tương tự như là cái phần phần trên, chúng ta có axit CH3COC2H5 etin acetat cho tác dụng với NaOH đặc và đun nóng thì thu được muối của axit tương ứng CH3COONa cộng với R'OH, ở đây là C2H5OH. Tuy nhiên với cái phản ứng xà phòng hóa này, cần phải nhớ thêm với tôi một vài các cái trường hợp đặc biệt sau đây. Trường hợp đặc biệt thì có một số các trường hợp khác nhau nhưng nó tập trung vào hai dạng. Thứ nhất là cái este nó không no ở cái gốc ancol, gốc R'. Ví dụ tôi có CH3COO, CH nối đôi CH2. Vinin acetat nếu đun trong NaOH đặc thì thu được muối. Lẽ ra là thu được ancol là CH2 nối đôi CHOH, nhưng đây là một ancol không bền. Ancol không bền thì nó tự chuyển, có một nối đôi nhóm OH nối liên kết carbon chịu nối đôi, tự chuyển tạo thành anhydride. Như vậy trong trường hợp này không phải là thu được muối và ancol mà người ta thu được muối và anhydride. Một ví dụ khác, một cái trường hợp khác cũng cần phải chú ý, đó là este thơm. Cái gốc R', gốc ancol ấy là phenol, được sinh ra từ phenol, tức là C6H5. Thì khi tác dụng với NaOH đặc thì cũng không thu được muối và ancol như mình thông thường, mà thu được trước hết là muối cộng với lẽ ra là phenol C6H5OH, nhưng phenol tiếp tục tác dụng với NaOH để thu được muối C6H5ONa và cộng với nước. Đấy, cần hai NaOH. Trong cái phản ứng này, trong cái phản ứng thứ hai này thì chúng ta sẽ thấy mặc dù là tỷ lệ este là đơn chức nhưng tỷ lệ mol của este với NaOH là 1:2. Đấy, và thứ hai là không phải thu được muối anhydride mà lại thu được hai muối khác nhau cộng với nước. Đấy. Như vậy đây là một trong những các cái phản ứng quan trọng nhất của este, đó là phản ứng xà phòng hóa. Tại sao nó lại gọi là phản ứng xà phòng hóa?
Bởi vì sau này chúng ta học về lipid thì chúng ta sẽ thấy phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm của este được dùng để sản xuất xà phòng, cho nên người ta gọi là phản ứng xà phòng hóa. Đấy. Ngoài ra thì este còn có thêm một số các cái phản ứng khác như phản ứng khử bằng liti nhôm hydrua. À, trong cái phản ứng khử liti nhôm hydrua thì cả hai gốc R và R phẩy đều chuyển thành axit, là chuyển thành ancol bậc 1 hết. Ví dụ như là ethinacetate chẳng hạn thì sẽ thu được hai ancol là ancol ethylic. Thế còn phản ứng cộng hydro thì nó chỉ xảy ra với cái trường hợp là cái ancol, cái este của chúng ta là không no, ví dụ như là vinylacetate chẳng hạn. Đấy. Và tương tự như vậy phản ứng trùng hợp cũng chỉ có cái phản ứng este không no. Và có thể thêm là cái phản ứng xà phòng, phản ứng tráng bạc. Chúng ta biết là aldehyde thì có phản ứng tráng bạc và acid formic thì cũng có phản ứng tráng bạc, tức là nó có nhóm CHO. Và tương tự như vậy, nếu este của chúng ta là este của acid formic HCOO, R phẩy, thì cũng có phản ứng tráng bạc tương tự các aldehyde trước ha.